Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm cái trò DIY phù hợp với người không có hoa tay giống như tôi nha. Đây là tranh bột giấy bên Madoka, chơi siêu dễ, không cần hoa tay, không cần kỹ năng gì hết. Tranh này là khổ A4 có sẵn khung luôn. Trời, khui ra nhìn nó đã gì đâu luôn á. Phía sau khung nó có một cái chân đỡ, mình làm xong mình có thể để trưng nè. Trong bộ này sẽ có bột giấy, hai cái que tăm, một cái nhíp và một cái khay. Nói chung nhìn mấy cái này là thôi tôi biết cách chơi rồi. Nó giống như tranh số hóa nhưng mà nó làm nhanh hơn nhiều. Mình cứ nhìn cái số trên tranh rồi mình lựa cái bịch màu có số tương tự mình đắp lên thôi. Cái bột giấy này á là nó trộn bột giấy keo với màu á, mình mà lấy tay tròn mình đụng vào thì nó sẽ dính màu ra tay, cho nên là mấy bà lấy cái nhíp mà shop đưa sẵn á, mình lấy màu ra cho nó sạch sẽ. Rồi mình lấy hai cái tăm que mà shop đưa á, mình dàn đều cái màu ra. Nói chung là nó dễ lắm mấy bà. Tôi là một người không có kỹ năng, chơi cái gì cũng bể nè, mà tôi thấy cái trò này tôi chơi được nha, cho nên chắc chắn mấy bà phải chơi được. Bà nào muốn mua mấy cái trò DIY xả stress có thể mua thử trò này, tôi thấy cũng vui. Ngồi vừa làm cái này mình có thể vừa nghe nhạc, nghe podcast đồ đó, cũng khá là xả stress đó nha. Tôi thấy cái này chơi nhanh hơn tranh số hóa, cái vùng màu của nó to mà màu của nó cũng ít nữa. Nói chung là nó vừa đủ để mình xả stress nhưng mà cũng không có kéo dài quá làm cho mình bị nản. Mà mấy bà biết sao không, tôi làm cái này tôi tập trung quá, tôi không biết thời gian trôi qua luôn. Kiểu khi bắt tay vô rồi là tôi không dừng lại được, tôi cứ ngồi tôi đắp như vậy nè, kiểu nó đã gì đâu á mấy bà. Bức này thì do là cái hình góc của nó có nhiều cái chi tiết màu trộn với nhau á, cho nên là nó sẽ hơi mất thời gian hơn. Nhưng mà nhìn chung thì tôi thấy trò này rất là dễ chơi luôn á. Ví dụ như mấy bà có thể rủ bạn bè chị em gì đó, xong rồi mình ngồi mình cùng nhau làm cái này, xong vừa trò chuyện tôi thấy cũng vui lắm á. Nè, tôi làm xong trong vòng một buổi tối luôn nè, thấy cũng dễ thương ha. Tôi sẽ để cho nó khô tự nhiên xong trưng lên kệ, vậy là xong. Cái trò gì đỉnh nóc kịch trần dễ sợ.